Đi. Cái anh nói chuyện về cái ủy ban tôn giáo của cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đấy. Ừ. Đến mà tôi có nhìn thấy tấm hình. Tôi Đúng tin ra rồi. thì nhìn thấy tấm hình của ông Biden đang ngồi nói chuyện với ông sư Việt Nam. Thì tôi nghe làm sàm bảo là nói về cái chuyện của ông gì Thiền Am bên bờ vũ trụ, đại khái vậy đó. Thì đấy, nó tại vậy thì thử ra mới có cái vụ là ngồi thấy ông Biden ngồi nói chuyện với ông một ông sư Việt Nam. Thì vậy này thế anh à, cái bộ văn hóa ngoại giao, cái chương mục văn hóa ngoại giao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đây, nó là cái bộ phận mà coi như công chức để trực thuộc cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì thế này, cứ mỗi lần á mà chính phủ Hoa Kỳ á mà đòi họ họ muốn cái chính phủ Việt Nam làm cái gì á mà họ thiệt là muốn á, mà chính phủ Việt Nam mà họ không có muốn làm, thì cũng 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 vậy, là cái thằng là bộ văn hóa ngoại giao của cái Bộ Ngoại giao thì cái khối văn hóa ở bên Bộ Ngoại giao thì có lại lôi ra, thì nó căn bản nó có mấy cái chuyện để lôi ra nè. Thứ nhất là vấn đề tôn giáo, và thứ Tôn hai là giáo, quyền, nhân nó quyền, chỉ có cái chuyện đó thôi. Lâu đúng rồi. lâu thì nó mới lôi được cái chuyện chẳng hạn như đánh thuế má, chuyện bảo trợ, nói chuyện về bảo trợ về hàng hóa, nó có ba điều căn bản họ nói. Thì cái điều mà họ hay nói nhiều nhất là cái điều nhân quyền, Nhân quyền là thế. tại vì là cái nhân quyền đó là nó ở đây là nó xuất phát từ cái chỗ này ra. Mấy ở ban đầu mấy ông Mỹ đen không có quyền gì cả, rồi ông khám phá, ông Mỹ trắng khám phá nhân quyền, rồi mới thì là cái đó là cái món quà, còn như là cái võ khí của ông đi ông ra nói chuyện với cái đám dân khác. Còn thứ hai á, là cái chuyện tôn giáo thì vậy, thì cái đầu năm nay á, là hồi có đầu năm khoảng chừng năm 2021 á, là cái bà phó tổng thống Kamala Harris bà qua ăn Việt Nam đó, coi như là bà đặt cái viên đá đầu tiên xuống mà khai mạc cái xây cái tòa tổng lãnh sự á. Mà khi mà họ nói như vậy đó, tức là khi mà bà nói như vậy đó, là mình biết là cái tòa đại sứ của Hoa Kỳ Việt Nam ở Hà Nội á, là một cái tòa đại sứ mà coi như là đắt tiền nhất thế giới, đắt hơn cả là cái tòa đại sứ của Mỹ ở bên Ăng Lê. Tại vì Mỹ mà anh, cái gì Ăng Lê nó là mẫu quốc của Mỹ mà, thì thử ra là Mỹ là nó o bé Ăng Lê lắm chứ có phải không, họ o bé Ăng Lê nhất. Thì cái tòa đại sứ Việt Nam hoặc của Hoa Kỳ ở Việt Nam ở Hà Nội á là đắt hơn cả cái tòa đại sứ của Mỹ ở bên Ăng Lê. Mình nói chuyện tiền rồi, mấy mấy tháng vừa rồi, mấy kỳ vừa rồi đó, thì cái thằng cha bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó lại đến Việt Nam nữa, tiếng đến nó làm gì đến thì đó, thì đặt viên đá luôn và khai mạc cái như là đặt viên đá đầu tiên. Hai lần đó là họ đến như vậy đây, thì bao giờ Việt Nam họ không muốn yêu cầu Việt Nam Việt Nam đâu có dạy. không phải nó dạy, nhưng mà bây giờ không có muốn. Lúc nào ông vui vẻ hòa bình thì có thể nâng cấp chút, giờ ông đang đi đánh nhau bây giờ nâng cấp đâu, vậy vậy làm sao. Thì là tại vì như vậy đây, ông nghĩ là thằng Mỹ mày tiêu tiền nó là nó phải đòi hỏi, không có phải là tự nhiên bắn đòi hỏi, mà bây giờ Việt Nam họ không có làm được, họ không muốn làm. Với lại Việt Nam anh, Việt Nam là một quốc gia duy nhất bây giờ có quyền say no mà người Mỹ không có dám nói gì á, tại vì họ chơi Việt Nam là từ khởi đầu thủy, từ hồi Việt Nam mới là quốc đến bây giờ. Họ đã ép Việt Nam bao nhiêu lần rồi mà có những điều mà Việt Nam anh, cái gì nó chiều được cho chiều, khi mà anh chiều được nó chiều rất giỏi anh. Khi mà người Việt Nam mình mà họ chiều đó là không có, nói thật anh đó, không có thằng nào chiều được như như người Việt Nam. Tôi nhìn người Việt Nam ở đây tôi biết nè, tôi ở đây tôi nhìn cái người Việt, bây giờ mình đàn bà mình không nói, bây giờ mình đàn ông với nhau, mình nói đàn ông với nhau, cái người đàn ông Việt Nam á, khi mà nó chiều rồi đây, khi mà nó muốn chiều rồi đó, tôi bảo đảm anh cái gì nó cũng chiều được. Nó không phải như thằng Mỹ đâu, bao giờ nó phải nghĩ cái quyền của nó, thằng Việt Nam nó được rồi đó. Nhưng mà khi mà nó nói no rồi đó là nó thiệt tình lắm, bây giờ nó có cười thế nào nữa, nó cũng nói nô là nó không muốn, căn bản nó như vậy đó. Thì thế này nè, thì có mỗi lần đó rồi, thì có mỗi lần đó mà cái chính phủ Hoa Kỳ mà họ muốn cái chính phủ nhà nước Việt Nam mà nó làm cái gì cho họ, họ muốn thiệt là muốn đó.
mà Việt Nam không có xem muốn thì lại lôi cái chuyện tôn giáo ra. Đúng rồi. Tôn giáo, nhân quyền chỉ có hai điều đó thôi, nó không dính liên tiền. Còn thí dụ mà nó bực thêm chúng có thì nó kêu thì cũng của Bộ Thương mại. Bỏ vô cái vụ thuế cắt ta đánh cá bó rau muống, nó tìm cái... nó tìm đủ mọi cách mà đại khái vậy, khổ vậy thì thế này nè, cái chuyện này là đây không phải lần đầu tiên đấy, đây cũng phải là lần thứ nhất. Cái chuyện này là nó lâu lâu 3-4 năm Việt Nam nó như là Mỹ mà nó muốn Việt Nam quá, Việt Nam không làm nó, đó thì cái, tôi nói cho nghe cái kiểu như vậy đó, cái kiểu với Mỹ là mình phải làm việc với nó thì mình mới hiểu ấy. Bây giờ mình nói thế là, nhưng mà cái vấn đề nào quay mình bây giờ tại vì đang nói chuyện tôn giáo mà mình nói chuyện tôn giáo văn hóa nó giống nhau, nó nằm ở chung chung. Anh cho mình nói một câu về cái vấn đề rồi rồi anh nói đi anh nói giáo. Mỹ đây, Mỹ là một quốc gia, Mỹ có Hoa Kỳ có một cái nền tôn giáo, có một nền tôn giáo, cái văn hóa tôn giáo của họ là cái văn hóa tôn giáo độc thần này. Từ ông lớn đến ông nhỏ, từ thằng người dân thường chẳng biết nó từ đâu đến, nhưng mà tất cả mọi thằng đều thờ trên gót, thề cái gì đó là thờ trên gót. Gót của người Mỹ là ai? Gót của người Mỹ là không phải họ nói chuyện bơ lung tung một ký tưởng. Gót của người Mỹ là một người da trắng, con râu, 40 mấy tuổi, 30 mấy tuổi, tên là Jesus. Gót của họ là rõ ràng như vậy, là thiện, là Chúa. Chúa của họ là có hình ảnh, có lịch, có nơi sinh ra đẻ. Tôn giáo độc thần, tất cả mọi cái nền, tất cả mọi cơ sở sinh hoạt, dân sự và quân sự đều dựa trên cái tôn giáo đó. Độc thần. Việt Nam của cái, nhưng mà hiện tại từ hồi nào đến giờ thì Việt Nam là một đa thần này. Đa tôn giáo, đa thần này. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo, và cái nền đa dân tộc đa tôn giáo đó nó có mấy ngàn năm rồi chứ không phải là bây giờ mới có. Người Mỹ cái lịch sử của họ nó chỉ có 247 năm thôi đến bây giờ này. Họ dựa trên những cái nguyên tắc của họ đặt ra như vậy đó. Có thế này nè, nguyên tắc của họ thì là đất nước của họ, họ không muốn nguyên tắc gì, nó là cái quyền của chính phủ họ. Cái là mình hiểu. Chính xác. Bây giờ quay trở lại cái chuyện mà ông Mỹ đen ngồi nói chuyện với ông sư Việt Nam mặc áo vàng. Tôi cũng chẳng biết, tôi biết vậy thôi, tôi cũng không biết tên tuổi gì cả. Thì có cái gì nè, tôi biết là cái ông đó, ông ngồi đó đó, cái ông Mỹ đen mà ông ngồi đó đó, mà ông nói chuyện với ông sư này là ông ấy không có biết cái mẹ gì về tôn giáo Việt Nam cả, đặc biệt là Phật giáo, tại vì ông đâu có lớn đến ở cái bầu không khí đó đâu. Thì cái này là cái chuyện mà hai chính phủ, hai nhà nước đối diện với nhau thì là cái chuyện mình may, mình cũng phải là việc của chính phủ, mình cũng có bực. Nhưng mà mình là người dân đây, thì đó như anh nói là mình có phản biện thì mình phải sống ở đây nè, mình phải sống ở người Mỹ này đó. Mình phải ăn ở với nó, mình phải đánh nhau với nó, chửi nhau nó thì mình mới hiểu cái đầu của nó nha. Đúng rồi. Nó đòi cái gì, nó muốn cái gì mà nó đòi không được á, mà mình nói xê lô nữa là bao giờ nó sẽ kèn khoảng câu. Từ hồi nào tới bây giờ chứ không phải giờ. Chuyện này nó bây giờ nói ông sư. Tôi nói nghe đến một lúc nào, thí dụ như mà đến một lúc nào mà lên được thứ tư rồi đó anh. Bây giờ hiện tại là anh đứng thứ ba nè. Việt Nam thế nào? Bây giờ anh ơi, tôi bảo đảm với anh đó, là khi tới á, mà khi mà anh đòi á, mà anh biểu là bây giờ lên mình nâng tầm quan hệ ngoại giao lên nhé. Yeah. Mà cái Việt Nam mình không xe nôn cho anh Việt Nam. Đúng rồi. Nghiên cứu. Đúng rồi. Chính xác. Lôi ra một cái ông nào nữa mà nói cái gì okay, mình ngừng đây. Anh tôi chỉ bực là cái chỗ này, tức là những người quan chức Mỹ á, họ là trước sau mất nhất, cũng là cái ông đại sứ ông vừa qua đó, thì ông vừa tố tụng mình là vấn đề nhân quyền, đã đồng ý không? Nhưng mà sau khi mà ông qua cái lần thứ gì ra thì ông nói là ông tôn trọng nội tình của cái là trước sau họ mất nhất, cũng một người phát ngôn thôi, nhưng mà trước thì nói vậy, sau thì nói vậy, cũng một ông thôi. Thành ra tôi thấy người Mỹ nó gian xảo và nó liếm thúi, mà nó thành ra mình biết chứ, những điều liếm kinh khủng luôn mà.
À, anh ấy cũng là một người từ trước sau bất nhất thì mình thấy mình ghét thôi, đúng và rồi. họ nó tiếng nói như là giống như anh nói là họ hoàn toàn không hiểu vấn đề tôn giáo của Việt Nam, anh nói thẳng là như vậy. Và chính tôi là đi cái người mà đi rất là nhiều trên những cái địa phương của đất nước của mình, thì ở nơi đâu thì tôi cũng thấy chùa chiền miếu các cái đủ thứ, đền thờ Thiên Chúa, nhà thờ các cái rất là khang trang. Nhưng mà nói thẳng là như anh như vậy, Việt Nam mình quá ư tự do đến mức độ là không thể tưởng tượng được nổi. Và họ đang xây các, giống như tôi nói anh, ở ngoài Vũng Tàu, đường đi ra Vũng Tàu có một cái nhà thờ mới cất rất là đẹp, rất là đẹp. Và buổi tối thì họ giăng đèn lên, đó là rất là lộng lẫy. Để hôm nào nếu mà đi ra đó, tôi sẽ làm một cái video clip này, tôi sẽ quay lên trên coi. Có như vậy là ở Việt Nam mình tôi cảm thấy là họ không bao giờ ngăn cản một cái tôn giáo, bất cứ một tôn giáo nào, nếu cái tôn giáo đó đi theo tiêu chuẩn của đạo của đất nước Việt Nam mình. À, không chống phá, không có cái thì anh muốn tự do, anh muốn làm thì làm. Chứ nói chung là ở quốc gia nào cũng vậy anh, có nghĩa là họ cũng có luật riêng của họ, nó hẳn là như vậy. Nhưng mà em thấy Việt Nam mình là rồi đa đa tôn giáo thực sự, Hòa Hảo, Cao Đài, rồi Thậm Chí, rồi Bửu Sơn, Kỳ Hương, rồi chùa, rồi Nam Tông, Bắc Tông, rồi thậm chí nhất là nhà thờ. Nhà thờ thì có nhà thờ chính thì không nói làm gì, nhà thờ rồi Đức Mẹ Lên Trời, Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Mẹ, nói chung là tất tần tật, nói chung đủ loại, đủ 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 tên mà nhà nào từ nó như vậy. Anh hiểu rằng họ láo toét, và họ mình với con mình chỉ ghét là cái điều là họ không không có đúng, họ đúng trong cái vấn đề nhận diện của họ mà bài xích mình vấn đề tôn giáo Việt Nam mình thấy mình bực lỡ ở chỗ là họ không nói đúng sự thật. Mình là người dân trong nước, mình đưa ra cái ý kiến mình vậy thôi, chứ mình chưa phải là quan chức con mẹ gì cả. Nhưng mà cảm thấy người Mỹ họ tới bây giờ mà họ không muốn, họ cứ đòi hỏi mà họ không đạt được yêu cầu. Thí dụ như họ đòi sau này, nếu đúng như anh nói đó, nếu mà họ mà đòi nâng cấp quan hệ mà không được á, bắt đầu nha, bắt đầu dở quẻ nha, bắt đầu là chửi bới nè, bắt đầu là coi như nhân quyền nè, rồi bắt đầu là tôn giáo nè ha, bắt đầu là coi như là gian lận thuế nè, rồi giống cái kiểu như rồi khai man, rồi gì tôm cá gì, bắt đầu nó có chuyện đối với nó. Và chính bây giờ nghe nói là nước Mỹ cũng chưa chấp nhận Việt Nam là kinh tế thị trường này, kinh tế tự do, nó cũng chưa cho, nó muốn cho mình là một cái khối gì đó đại khái vậy. Thì tôi hỏi anh là gì, nó xấu xa đến mức độ có gì, liệu cái tiểu tiết như vậy nó vẫn đâu có tha mình đâu. À, nhưng mà nó lại lúc nào cái miệng nó cũng nói là lúc nào nó cũng đầy kia đối Việt Nam mình đủ thứ chuyện. Nhưng mà rõ ràng đó là một cái chiêu bài mình cảm thấy mình rất là ghét đó vậy. Không không ai hiểu nước Mỹ bằng chính những người sống ở nước Mỹ, chẳng hạn như tôi với anh. Thành ra từ từ cá nhân thôi, mình nói người Mỹ với người Việt mình thôi, có nghĩa là nó nói thì rất là ngọt. Thí dụ mình kẹt, mình nói ra tao sửa cái nhà tao bị kẹt này, mày có thể mày giúp đỡ, trời ơi nhà mày vậy, ok bữa nào tao đứng tao giúp mày. Nhưng mà khi tao nói tao không có rảnh này kia, nói suông nói miệng, nói chung là nói rỗng toét đó, những cái mà hầu như nói để cho qua chuyện thôi. Và những cái câu chào hỏi, những cái câu thăm hỏi đều là những câu đó gọi là thuộc cái dạng kia mà qua đường, chứ không có đặt nặng vấn đề là mình khi mà nói ra là mình có trọng trách, mình có trách nhiệm cái lời nói đó. Mà người Mỹ không bao giờ có cái chuyện đó, nói hẳn như vậy.